Xin mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2, Chuyện tình kho vai. Út hay thở dài. Từ bé, Út đã hay thở dài rồi. Như một người phụ nữ già mà không giống một đứa bé gái. Mẹ nói thế nào, Út cũng không sửa được. Lâu lâu lại thở dài một hơi, như là có chuyện gì buồn lắm. Tích tụ lâu lắm rồi, phải thở ra một hơi mới chịu được. Nhưng thì quen rồi. Nhưng ở với Út từ bé. Út không có anh chị em, nhưng là con của em họ Sa tộc trưởng. Tộc trưởng mang về nuôi cho Út có bạn, nên Nhìn vừa như người hầu, cũng vừa như bạn, như chị em gái của Út. Tính Nhìn khác Út. Nhìn hay nói cười vui vẻ, Nhìn dễ vui. Gặp một con dê con bé tí teo e e gọi mẹ, Nhìn cũng đuổi theo gọi dê à dê ơi. Mắt Nhìn vui, lúc cười cũng như không cười, luôn vui. Út thấy thế thì nói, giờ thì cứ đi theo mẹ như thế thôi. Mai kia lớn lên một tí thì thấy xe đẹp, gái xinh, lại mặc kệ mẹ, đi theo tình yêu hết cho mà xem. Việc gì Út cũng nghĩ xa xôi, chứ không bao giờ chỉ để tâm những điều trước mắt. Nhìn thì cứ biết vui hiện tại đã. Trời đang nắng đẹp, cứ biết ngắm hoa ngắm quả mà vui đã. Chiều nó mưa tối đất tối trời cũng kệ. Có Nhìn vì thế, Út cũng bớt thở dài đi. Không phải Út cố tình, nhưng Út cứ hay buồn vẩn vơ linh tinh, biết làm thế nào được. Khi Út 3 tuổi, mẹ cho Út đi chợ cùng. Bà bán hương ở chợ nhìn Út ngủ trong điệu và nói, đứa bé này phải trông cẩn thận, nhất là năm 16 tuổi. Mẹ Út tái mặt đi, nhưng hỏi thêm gì, bà bán hương cũng không nói gì nữa. Phiên chợ sau, mẹ lại xuống lại hỏi. Người bên cạnh bảo, bà ấy bị câm, hỏi gì cũng không trả lời được đâu. Nhưng mẹ Út không dám kể chuyện này với tộc trưởng. Một chuyện không có căn cứ như thế mà nói ra, có khác gì là chuyện bịa. Hôm nay đi chợ mới hay cơ, trả tiền chuộc con chó xong thì về. Ngang qua cái gốc cây to lắm, mát, Út bảo ngồi nghỉ một tí. Hai chị em ngồi dựa vào gốc cây im lặng. Út vẫn còn đang nghĩ về con chó con. Nhìn biết thế, rồi Út sẽ còn nghĩ về con chó với bộ lông màu nâu xù ra, hai cái tai bé bé nhọn nhọn dựng lên và đôi mắt buồn chảy nước ấy đến tận vài ngày nữa. Ngồi mãi, mặt trời ngả sang cả phía tây rồi, Nhìn dục Út đứng dậy đi về. Vừa bước được đúng một bước thì Út kêu toáng lên ngồi thụp xuống. Nhìn kịp nhìn thấy cái đuôi xanh biếc của một con rắn chui tọt vào lớp cỏ. Nhìn hét to, nhưng sợ đến nghẹn cả thở và không biết làm gì cả. Thậm chí, ngay cả việc một chàng trai từ phía chợ chạy vọt tới, túm lấy cổ chân của Út, ghé miệng hút máu độc ra, nhai lá thuốc đắp vào, xé cả vạt áo mình để băng chân cho Út. Xong xuôi đâu vào đấy rồi, nhưng vẫn đứng như bị chồng xuống đất, mặt tái xanh, hàm cứng đơ. Chàng trai ấy đã cõng Út về đến tận đầu bản mới trả Út cho Nhìn dìu về nhà. Chuyện chỉ có thế thôi, kể mấy câu là hết. Nhưng Nhìn không thể nào mở miệng nói với bà tộc được. Đấy chính là ba. Ba là người Nùng, nhà cách nhà tộc trưởng nửa ngày đường. Người Nùng với người Giấy khác tổ tiên, nhưng cùng tiếng nói, có khác nhưng ít, nói được nghe được với nhau. Là Nhìn kịp hỏi thì biết tên, chứ chẳng tự dưng ba nói đến. Ba cũng không kịp biết tên nàng Út, nếu biết có lẽ chưa chắc dám đến gần. Họ Vương là họ lớn của người Giấy vùng cao nguyên.
nhắc đến tộc trưởng Vương Vần Sáng là nhắc đến uy quyền về tiền bạc của cải, về sức mạnh của đội vệ binh, về những dãy núi cao ngất như chạm tới trời và vô vàn những thung lũng màu mỡ có sông suối trong ngần bò qua. Tộc trưởng họ Vương lại không có con trai, nên đương nhiên là toàn bộ của cải, đất đai, núi rừng ấy đều sẽ rơi vào tay con rể ông ấy trong tương lai. Và đương nhiên nữa, dễ gì làm con rể nhà Vương. Núi này quá cao, vực này quá sâu, dễ gì đi qua được. Nàng Út thức dậy và muốn uống nước. Cái chân bị rắn cắn đã đỡ sưng, người cũng bớt sốt. Nhìn ra lấy nước cho Út uống, kéo cái màn che cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã mờ mờ sáng, vài ngôi sao chưa kịp lặn đang nhấp nháy. Một ít ngày nữa thôi, mùa đông sẽ kéo đến. Bà Tộc sờ chán con gái nói khẽ, mát rồi, may quá. Út hé miệng cố cười, con đã bảo là không sao mà, mẹ nằm xuống đây nghỉ một tí đi. Út nằm dịch vào, nhường chỗ cho mẹ. Bà Tộc nghe lời con, ghé lưng nằm xuống. Nhìn lấy tấm chăn trải ra sàn, nằm ngay bên dưới, chỉ một lúc đã ngủ say. Út nghiêng người, vòng tay qua bụng mẹ ôm lấy. Bà Tộc hỏi khẽ, cái người cứu con hôm nay là ai đấy? Út rúc đầu vào cổ mẹ, sao tự dưng mẹ lại hỏi người ta? Thì phải hỏi để biết, còn đi cảm ơn chứ, phải mang quà đến nhà họ cảm ơn cẩn thận. Út gật đầu, bà Tộc nói thêm, con gái à, mẹ chỉ có mình con để nhìn mà sống thôi. Năm nay 16 tuổi rồi, đừng làm gì để mẹ lo lắng nhé. Út lại gật gật tiếp. Người thì mệt, đầu đau, chân đau, nhưng lòng Út lại thấy vui lấp lánh, như có những tia sáng. Bình minh lên sau ba, lúc nào ba cũng thức dậy trước bình minh, mọi bình minh. Ba ra suối gùi đầy một bể nước dưới chân cầu thang, lại đầy bể nước đầu hồi cho mẹ dùng đủ một ngày, bổ một đống củi to vác lên xếp ngay ngắn bên bếp, múc cám trong chảo đun từ đêm trước mang ra cho mấy con lợn ăn, mở cửa chuồng gà. Xong xuôi, đun sôi ấm nước đổ vào ống đã bỏ sẵn chè khô, lấy nắm cơm trong chạn bếp cho vào túi, đeo bao dao và ra khỏi nhà. Cho đến tận lúc ba ra khỏi nhà, mặt trời vẫn chưa nhô lên đỉnh núi. Một ngày của ba luôn bắt đầu bằng ấy việc, sau đó là cả ngày đi làm thuê cho các nhà giàu. Ruộng ít, ba chỉ làm nhoáng cái vài ngày là xong, còn lại thời gian ba đi làm thuê. Ai thuê gì cũng làm, cày bừa, gặt hái, chặt cây dọn nương, lợp lại mái nhà, sửa chuồng dê, chuồng bò, vác đá, lát đường. Việc gì cũng nhận, và việc gì làm cũng giỏi. Cắm cúi làm cho xong, chiều nhận thóc gạo trả công rồi về. 10 ngày như một, cả năm như một. Vất vả như thế, nhưng vóc dáng lại như thanh niên con nhà giàu. Da trắng như da con gái, môi đỏ, miệng lúc nào cũng cười tươi rói, răng trắng tinh. Mẹ bảo ba dễ nuôi, từ lúc đẻ ra cho đến khi lớn lên chưa ốm bao giờ, cho ăn gì cũng ăn. Đấy là ba thương mẹ một mình vất vả nuôi ba. Bố mất từ khi ba đang tập đi, nhà ông bà nội ở xa không giúp gì được. Mình mẹ cặm cụi nuôi ba lớn khôn. Từ lúc nào đấy, ba đã như cây cột chống nhà, mẹ có thể yên tâm dựa vào ba những ngày tháng lớn tuổi, đau yếu, mỏi mệt. Sau đám tang bố, bán hết ruộng nương, hai mẹ con còn đúng căn nhà để ở và một ít ruộng. Mẹ nói, thôi thì tiễn bố đi phải làm hết những gì cần làm, người đi thanh thản, người ở lại yên tâm. Không có bố, những gì mẹ không làm thay được, như là những việc của đàn ông, thì ba tự học, cứ làm thử khắc khôn ra. Ba lại cao lớn khỏe mạnh, lần một làm chưa tốt
thì lần hai lần ba sẽ tốt. Đến giờ, việc gì vào tay ba cũng xong. Hôm nay ba sang Ma Lé dọn nương cho nhà tộc trưởng người Sáy. Nhà bên ấy nương nhiều, cứ vào mùa thì bao nhiêu người làm công cũng không xuể, phải thuê thêm người bên ngoài. Mình ba thường làm bằng hai ba người cộng lại, như thể chỉ cần ba muốn thì bao nhiêu việc cũng trôi băng băng, không biết mệt là gì, cũng không cần nghỉ ngơi. Người nhà tộc trưởng đưa cho ba con dao quắm. Ba liếc con dao lắc đầu, nó quá bé so với ba. Ba rút xoẹt con dao dắt bên sườn ra, người kia há miệng trợn mắt. Cũng phải thôi, dụng cụ nào của ba cũng phải to hơn, dài hơn bình thường. Người ta rèn con dao mất 1-2 ngày, riêng dao của ba thì phải rèn 3-4 ngày mới xong. Đáng lẽ hôm nay làm gần nhà thôi, nhưng tự nhiên trong lòng ba lại muốn sang tận Ma Lé. Cuối cùng, khi đã phát xong gần nửa cái nương, thì ba nghĩ ra, tại sao mình lại muốn lặn lội sang tận đây để làm thuê cơ chứ? Là vì cô gái ấy. Phiên chợ vừa bán xong ít thóc và mua vài thứ cần thiết rồi quay về, định là về luôn. Chẳng mấy khi ba la cả ở chợ, vài thằng bạn hay rủ ăn một tí, uống một tí, lúc nào ba cũng từ chối. Một tí của chúng là hết sạch một ngày, có khi nửa đêm mới về đến nhà. Ba thì làm gì có thời gian. Ba cũng không muốn mẹ phải lo âu nếu như ba đi chợ mà còn xa vào quán rượu. Và ba đã gặp cô gái ấy. Đến bây giờ, ba vẫn không dám chắc mình đã nhìn thật rõ gương mặt nàng ấy. Chỉ nhớ là nàng có một nụ cười trắng như ánh trăng. Mặc dù đau, lại sợ nữa, nhưng nụ cười của nàng trước khi ba quay lưng vẫn kịp sáng trắng như ánh trăng. Ba đã cõng nàng đi cả một đoạn đường dài. Lưng ba nóng ran, nóng đến tận bây giờ, mà có khi nó còn nóng đến tận lúc chết cũng nên. Cô hầu của nàng tất tả chạy bên cạnh, dù đi một mình mà cô ấy cũng phải cố gắng lắm mới theo kịp ba. Ba muốn nói câu gì đó với cái người đang nằm im, mềm và rất nóng trên lưng mình lắm, nhưng lưỡi như đi vắng, không sao nói được. Lúc đi qua con suối, nước ngang bắp chân, nhưng cuội thì trơn, suýt nữa thì ba trượt chân. Ba mà trượt chân thì cả hai người sẽ ướt sạch. Nàng ấy hoảng hốt ôm chặt lấy cổ ba. Ôi, khéo ngã đấy. Ba thở phù phù, tim đập thình thịch. Không ngã được, cứ ngồi im đấy nhá. Giọng ba nghèn nghẹn, không phải vì xúc động, mà vì hai cánh tay nàng ấy cuốn vào cổ ba chặt quá. Đi qua được con suối rồi, ba mới dừng lại và nói, Bỏ tay ra được không? Nàng chợt nhận ra mình đang làm cho ba nghẹt thở, mặt mũi đỏ phừng. Nhìn đi bên cạnh cười rinh rích mãi không thôi. Nàng quát, cười gì mà cười, có im đi không? Con bé càng cười, mím miệng vào mà cười. Nàng làu bàu, mình thì đau, mà nó thì lại cười. Nhìn quay sang mắt hấp háy, cô biết không phải em cười vì cô đau chân mà, thôi không cười nữa vậy. Và nó nhảy chân sáo đi trước. Ba tủm tỉm, lòng thấy vui vẻ nhẹ nhõm. May mà ba đến kịp, không thì nhẹ nhất nàng ấy cũng bị mất một cái chân, còn nặng thì chắc đi theo tổ tiên chỉ trong ngày. Ba đặt nàng ấy xuống đường, chỗ ngã ba. Từ đấy đi vào nhà còn một đoạn nữa, nhưng Nhinh bảo sẽ có người ra đón, không cần ba giúp nữa. Nhinh còn đẩy vào lưng, bảo ba đi nhanh lên. Ba đi được vài bước thì Nhinh chạy theo nói khẽ, chị nói lần sau gặp lại sẽ cảm ơn anh. Ba mỉm cười không trả lời, cắm cúi bước đi. Lần sau ư? Ba sẽ ghim vào lòng câu nói ấy. Hôm nay ba làm ở đây, thấy khỏe hơn, nhanh hơn mọi ngày. Tự dưng cái gì của người Sáy cũng khiến ba thấy thương mến hơn. Mảnh nương của họ, con trâu hay đàn dê của họ,
những nếp nhà, những bức tường, vài cái cây mọc ở bên trong sân. Chỗ nào thứ gì cũng thấy vui mắt, vừa làm còn vừa huýt sáo nữa. Ba nhớ những ngày còn nhỏ, theo mẹ lên nương ra ruộng. Mẹ đi trước, ba theo sau. Mẹ cuốc rãnh trên đất, ba bỏ hạt xuống vùi đất lại. Những luống cây đậu sau đấy sẽ mọc lên xanh rồi vàng quả chín. Tất nhiên chờ đến lúc ấy cũng lâu lắm. Mẹ hay hát cho ba nghe những bài hát đến tận bây giờ ba vẫn thuộc. Chuồn chuồn ơi khôn khôn, nhặng vằn nó đuổi, trẻ ác tới giết mày, tao thương nâng mày dậy, tao đưa tiễn mày về, chuồn chuồn ơi khôn khôn. Mẹ bảo hát thế để chuồn chuồn kéo cả đàn về nương. Khi chuồn chuồn về nhiều thì trời sẽ mưa to, trời mưa thì hạt mau nảy mầm. Mẹ của ba thời còn con gái đẹp nổi tiếng cả vùng nùng này. Mẹ vừa đẹp vừa khéo, đảm đang lại ngoan hiền. Giờ bà vẫn đẹp. Bà có nhiều nét đẹp của mẹ trộn với dáng vóc cao lớn mạnh mẽ của bố. Chỉ có điều nhà nghèo, làm lụng vất vả mấy cũng chỉ đủ ăn thôi. Mẹ hay ốm hay đau, lúc trẻ sức có một thì cố làm hai ba để nuôi con, để trả nợ. Giờ chưa kịp làm người già thì đã yếu, còn yếu hơn cả người già thật. Ba lúc nào cũng chỉ nghĩ làm lụng thật chăm chỉ, lo cho cuộc sống của hai mẹ con, lo tìm thầy lang chữa bệnh cho mẹ. Mỗi một tiếng ho của mẹ lại khiến ba đau thắt cả ruột gan. Giá như ông trời có thể chuyển cho mẹ một ít sức khỏe của ba, đổi một ít đau ốm mỏi mệt của mẹ sang cho ba gánh bớt thì tốt biết mấy. Tối muộn, ba mới về đến nhà. Từ xa đã nghe thấy tiếng của mẹ ho. Hôm nay thì tiếng ho cũng mệt cũng yếu. Ba bước thật nhanh, ném bó củi xuống gầm sàn, dội nước rửa chân và nhảy hai bậc một lên nhà. Mẹ đang ngồi bên bếp, lửa bập bùng cháy. Nồi cơm vần bên cạnh đang bốc mùi thơm. Trong bếp có mùi cá kho, là chỗ cá đêm qua ba mới đi xúc được. Mùa mưa đang về, sông suối chỗ nào cũng có cá. Mẹ ơi, con về rồi. Ba ào vào nhà mang theo mùi cây rừng, mùi mồ hôi. Mẹ ngẩng lên nhìn ba, ánh mắt mẹ lấp lánh ánh lửa. Rửa chân tay rồi ăn cơm. Con vừa rửa rồi, cá thơm quá. Ba vừa nói, vừa tạt qua chạn, lấy bát đũa, lấy mâm, mang ra bếp. Hai mẹ con thường ăn cơm bên bếp lửa. Mẹ xới cơm cho ba. Hôm nay có gì vui thế? Ba tủm tỉm cười. Như mọi ngày mà mẹ. Mẹ nhìn ba, mắt mẹ vui vui. Không phải, hôm nay vui hơn đấy. Gặp một cô gái à? Ba vừa xúc một đũa cơm cho vào miệng, dừng sững lại hỏi mẹ. Sao mẹ lại hỏi thế? Mẹ cúi xuống gắp một miếng cá, bỏ vào bát cho ba. Nhìn mặt con thì đoán thế thôi. Ba lúng túng. Không phải đâu mẹ, hôm nay con đi làm bên Ma Lé. Ôi sao đi xa thế? Bên ấy họ cần người làm, nhiều việc, trả công cũng tốt. Nói rồi, ba chỉ vào túi gạo vừa đặt ở chân cột nhà. Một ngày mà được bằng kia gạo đấy mẹ ạ. Giọng mẹ chợt buồn buồn. Ừ, trả công tốt thật, nhưng mà không phải đi làm thuê vẫn tốt hơn. Mắt mẹ lại mọng mọng lên. Mẹ vẫn thế, hay nghĩ ngợi, lại còn nghĩ quá lên, hơi tí là nước mắt chảy ra. Thôi nào mẹ đừng nói thế. Mẹ cảm ơn ông trời, cảm ơn tổ tiên cho con sức khỏe để đi làm thuê là được rồi. Nhiều người muốn đi làm thuê như con mà có sức đâu. Ba gỡ miếng cá trong bát, bỏ xương, gấp lại sang bát cho mẹ. Mẹ ăn đi, ăn nhiều cho khỏe người, con không muốn mẹ ốm đâu. Ừ, mẹ gật đầu, nuốt trôi cả nước mắt, cả cơm.
Gặp nhau đây em có lòng thương, đừng chê anh khác mường nghèo khó. Được em như quả đào tiên, được em anh hết phiền hết khổ. Nồi kia gạo không có cũng vui. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ cất lên những câu dân ca đùng ấy cho một cô gái nghe. Nàng Út, chân nàng đã khỏi rồi. Ba vết răng của con rắn để lại hôm nào vẫn còn mờ mờ trên bắp chân. Nàng lại không muốn nó mất đi, muốn nó cứ ở đấy mãi, để mỗi khi nhìn thấy, nàng lại nhớ đến người đã mang đến cho nàng bao may mắn và niềm vui. Lòng dạ Út, từ khi có ba, lúc nào cũng tưng bừng như một con chim vừa biết bay, nên luôn tìm lý do để bay mải miết vào bầu trời xanh biếc. Chỉ có ba là thấy bất an. Từ lúc lớn lên bên cạnh mẹ, ba chưa bao giờ có niềm vui nào vui quá như bây giờ. Niềm vui mà ba thường có là được trả công tốt sau những ngày làm lụng vất vả và mang một bịch gạo to về cho mẹ. Nhiều nhiều một chút sẽ mang xuống chợ bán, mua cho mẹ ít kim chỉ, một chiếc khăn, hay đi tìm thầy lang mà không lo bị đuổi về. Nhưng giờ thì ba vui quá. Cái niềm vui này nó đầy ứ ở trong ngực, nó dồn xuống chân tay, nó làm cho ba mất ngủ. Nhưng mà nó cũng đầy lo âu. Ba đã biết Út là con gái duy nhất của tộc trưởng người Giấy bên Ma Lé. Một ngọn núi lớn như thế, người thường không leo được đâu. Một cái ngưỡng cửa cao như thế, người thường đi qua còn khó. Vậy mà ba thì chẳng có gì trong tay. Ba là người thường, ba chỉ có một cái lưng thật rộng để cõng nàng, một cái vai thật chắc để nàng tựa đầu, hai cánh tay thật dài để ôm kín lấy nàng. Ba nói với Út, nàng ơi, nếu như anh không lấy được nàng, anh chẳng còn lối nào để đi. Và lúc nào Út cũng đưa tay lên bịt chặt miệng ba, không cho nói tiếp. Út chính là con chim vừa biết bay, nên cứ bay mãi miết. Trời rộng bao nhiêu, vực sâu bao nhiêu, sông dài bao nhiêu, Út cũng không âu lo. Tình yêu của ba là đôi cánh cho Út muốn bay đến đâu thì bay. Là Út nghĩ thế. Út bắt đầu học những câu dân ca đùng. Đôi ta kết nghĩa cùng nhau, chung uống bát nước lã, cũng ngọt như mật ong, siết chặt tay nhau như sợi dây bạc không bao giờ đứt. Đôi ta kết duyên cùng nhau, cùng uống chén nước lạnh, nước ngọt như mật ủ, siết chặt tay nhau như sợi dây vàng không bao giờ rời. Thực ra khi Út hát câu ấy thì trời đã sẩm tối qua cả chiều. Ở bên cạnh ba, thời gian đi nhanh lắm. Lạ nhưng giả tiếng hót của con sáo đã vài ba lần, nhưng Út vẫn không muốn rời khỏi ba, vẫn muốn ngồi đây dưới gốc cây này, nghe tiếng những con bìm bịp vừa đập cánh rời khỏi tổ và véo von khe khẽ những câu dân ca đùng. Buổi tối sau bữa cơm, tộc trưởng gọi Út và mẹ ra nói chuyện. Tộc trưởng muốn gả chồng cho con gái. Năm nay Út đã 16 tuổi rồi. Con gái như bông hoa nở rồi sẽ tàn, nên phải gả chồng trước khi bông hoa tàn đi. Gả thì gả thôi, Út nghĩ bụng và tủm tỉm cười. Út đã nói chuyện của Út với ba cho mẹ nghe. Mẹ thương Út lắm. Chỉ có mỗi một mình Út, sao mà không thương cho được. Nhưng mà chuyện này mẹ vẫn nói mẹ không quyết được, phải đợi ý kiến của bố thôi. Tộc trưởng ngồi khoanh tròn, mẹ với Út xếp chân ngồi bên cạnh. Thế bà đã nhìn thấy chỗ nào vừa mắt chưa? Bà tộc ngần ngừ. Út khẽ cấu vào tay mẹ, nhìn mẹ chờ đợi. Bà tộc ngập ngừng. Tôi nghĩ là... Tộc trưởng nhìn thẳng vào vợ nghiêm nghị. Có chỗ nào nói cho tôi nghe. Bà tộc rụt rè.
Ý ông muốn con gái được gả chỗ tốt hay là gả chỗ mà nó đã để cái bụng vào đấy? Tộc trưởng mở to mắt khó hiểu. Là sao? Bà tộc vặn xoắn vạt áo. Bà biết cái điều mình nói ra sẽ khó mà được chấp nhận, nhưng bà lại thương con gái quá. Từ lúc lớn lên đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nó để mắt đến một thằng con trai mà không biết mặt mũi thế nào, hình như đã bắt hết cả hồn vía nó mang đi rồi. Tộc trưởng nói tiếp giọng nặng trịch. Không phải mẹ con bà có chuyện giấu tôi đấy chứ? Bà tộc bội xua tay. Không phải giấu, là chưa nói thôi. Ừ thì nói xem nào. Dạ anh ấy ở bên Pải Lủng ạ. Út xen vào như không giữ được miệng. Bà tộc vội vàng ra hiệu nhưng không kịp. Tộc trưởng đã nghe trọn cả câu. Ái chà! Tộc trưởng trợn mắt. Từ lúc nào mày đã biết hẹn hò rồi, giỏi quá đấy. Út lý nhí. Bố bảo con lớn rồi mà. Đến lượt bà tộc cấu vào tay con, nhưng tộc trưởng chả để yên. Ừ, lớn rồi, gả chồng được rồi, bán được rồi. Thế nói nghe xem, thằng ấy là thằng nào, tên là gì, mấy tuổi, gia đình dòng họ nhà nó thế nào? Út ngắt lời bố. Bố hỏi từ từ thôi, hỏi nhanh quá con không nhớ mà trả lời được đâu. Tộc trưởng vặn vặn hai cái vai to lớn, thở mấy tiếng dài. Được rồi, thế trả lời từ từ xem. Út nói thế chứ chẳng từ từ tí nào. Ngoài là Nhinh ra, Út chưa hề kể cho ai nghe về ba. Trong lòng Út lúc nào cũng đầy những điều muốn nói, muốn kể. Lúc nào Út cũng bị niềm vui nó làm cho căng đầy cả người ra. Út háo hức kể cho bố nghe về ba, người cho đến lúc này là cả bầu trời trước mắt Út. Tộc trưởng kiên nhẫn ngồi nghe, không nhìn. Mắt ông nhìn vào cái cột nhà hay bức vách không rõ nữa. Nhưng chắc chắn một điều là ông chẳng để tâm mấy tới những điều mà Út đang ra sức kể.